Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với game show đấu trường cờ Việt phiên bản Cờ The Group năm 2018 của chúng tôi. Xin chào toàn bộ kỳ thủ yêu cờ trên cả nước. Hôm nay chúng ta sẽ đến với trận so tài giữa hai kỳ thủ khá là kinh nghiệm trong bộ môn Cờ The Group, là anh Đỗ Trọng Hưng đến từ Hà Nội và đối thủ của anh là anh Nguyễn Đức Công đến từ Bắc Giang. Lúc này cả hai người chơi đã sẵn sàng. Ván đấu đầu tiên bắt đầu. Người chơi Đỗ Trọng Hưng của chúng ta đến từ Hà Nội, đang là kỳ thủ tự do. Anh đã có 30 năm kinh nghiệm trong bộ môn cờ tướng và trên 5 năm kinh nghiệm bộ môn cờ tướng úp. Anh đã giành nhiều giải vô địch làng xã. Trong khi đó, đối thủ của anh Nguyễn Đức Công đến từ Bắc Giang, đang ở trong câu lạc bộ Kinh Bắc, đã vô địch giải cờ tỉnh Bắc Giang năm 2015 và đã lọt vòng 2 trạng cờ đất Việt. Cùng quay trở lại với trận đấu lúc này, lực quân giữa hai người chơi không chênh lệch quá nhiều. Anh Nguyễn Đức Công đang sở hữu cho mình một xe ở lộ 3 và một pháo lộ 2. Trong khi đó, người chơi Đỗ Trọng Hưng đang sở hữu một xe, một sĩ và ba tốt. Vâng, tốc độ của trận đấu, của khai cuộc đang diễn ra rất là chậm rãi. Và rất tiếc cho người chơi Nguyễn Đức Công khi anh vừa tìm được xe ở lộ 9 thì ngay lập tức đã bị người chơi Đỗ Trọng Hưng tiêu diệt luôn rồi. Chia buồn cùng anh. Lúc này người chơi Nguyễn Đức Công đã mất một xe, một mã và một con úp. Trong khi đó, kỳ thủ Đỗ Trọng Hưng đã mất hai cây úp. Tuy nhiên, hai cục cây xe úp ở lộ 1 và lộ 9 của người chơi Đỗ Trọng Hưng đã đều triển khai hết rồi. Điều này khiến khả năng phòng thủ của anh đã giảm đi đáng kể. Ẩn số nằm ở hai con úp của người chơi Đỗ Trọng Hưng. Và tôi rất hy vọng rằng hai quân úp này sẽ không phải là hai quân chiến có khả năng tấn công mạnh. Nếu không sẽ rất thiệt thòi cho người chơi Đỗ Trọng Hưng của chúng ta.
Có vẻ như người chơi Nguyễn Đức Công của chúng ta đang tiêu tốn khá nhiều thời gian để tính toán cho những nước cờ tiếp theo của mình. Tốc độ của khai cuộc diễn ra vẫn rất chậm rãi. Xét về cả thế trận lẫn lực quân lúc này giữa hai người chơi vẫn không chênh lệch quá nhiều. Và người chơi Nguyễn Đức Công vừa có quyết định bình xe 3 sang lộ 7 rồi. Vẫn chưa thể nói trước được điều gì lúc này, quý vị và các bạn hãy cùng chờ xem. Có vẻ như cả hai người chơi của chúng ta vẫn chưa có quyết định triển khai nốt những quân úp còn lại để tìm ra những quân chiến thật sự mạnh. Cả anh Đỗ Trọng Hưng và kỳ thủ Nguyễn Đức Công đều có lối chơi phòng thủ khá là chắc chắn. Vẫn chưa có một quyết định triển khai quân úp nào từ phía hai người chơi. Lúc này người chơi Đỗ Trọng Hưng đã mất một tốt hai quân úp, trong khi đó kỳ thủ Nguyễn Đức Công đã mất một xe, một mã và một cây úp rồi. Thế trận và lực quân vẫn chưa xoay chuyển quá nhiều. Vâng, chúc mừng người chơi Đỗ Trọng Hưng, anh đã tìm ra quân pháo đầu tiên của mình. Lực quân lúc này giữa hai người chơi rất cân bằng. Lúc này quân xe ở lộ 8 của người chơi Nguyễn Đức Công đang đe dọa đến quân pháo ở lộ 3 của người chơi Đỗ Trọng Hưng. Đúng như tôi suy nghĩ, anh chỉ còn nước thoái pháo về.
Có vẻ như quân xe của người chơi Nguyễn Đức Công ở lộ 7 đang phát huy khá là tốt công dụng của mình. Bên cạnh đó, người chơi Nguyễn Đức Công của chúng ta đang chiếm lợi thế hơn về thời gian khi anh còn 10 phút 36 giây. Trong khi đó, đối thủ của anh Nguyễn Trọng Hưng chỉ còn 8 phút 16 giây thôi. Có vẻ như anh Đỗ Trọng Hưng đang tiêu tốn khá nhiều thời gian để suy nghĩ những nước cờ tiếp theo của mình. Và người chơi Đỗ Trọng Hưng đã quyết định thoái xe ở lộ 4 về để tăng cường hệ thống phòng thủ rồi. Có vẻ với lối chơi khá là cẩn thận và chắc chắn của hai người chơi này của chúng ta, thế nên tốc độ của trận đấu diễn ra từ khoảnh cuộc đến bây giờ khá là chậm rãi. Lúc này người chơi Đỗ Trọng Hưng đang còn 4 quân úp còn lại trên bàn cờ chưa mở. Trong khi đó, đối thủ của anh Nguyễn Đức Công đang còn tận 7 quân úp còn lại. Hình cờ lúc này cho thấy người chơi Nguyễn Đức Công đang chiếm ưu thế hơn một chút về thế trận. Tuy nhiên, tôi nghĩ lúc này anh cần nhanh chóng triển khai những quân úp còn lại của mình để tìm ra những quân chiến thật mạnh để phá tan được hàng phòng thủ khá là dày đặc của người chơi Đỗ Trọng Hưng. Bên cạnh đó, lúc này quân xe úp ở lộ 1 và lộ 9 của người chơi Đỗ Trọng Hưng đã không còn. Điều này khiến khả năng phòng thủ của anh giảm đi đáng kể. Hy vọng người chơi Nguyễn Đức Công có thể nắm bắt được cơ hội này để nhanh chóng triển khai những quân úp còn lại, tấn công thật nhanh chóng vào hàng phòng thủ này của người chơi Đỗ Trọng Hưng. Khá là khó khăn cho người chơi Đỗ Trọng Hưng khi đang phải chống đỡ những đợt tấn công liên tiếp từ kỳ thủ Nguyễn Đức Công. Lúc này quân pháo ở lộ 4 của anh đang bị quân quân xe ở lộ 4 của người chơi Đỗ Trọng Hưng đang bị quân pháo ở lộ 8 của người chơi Nguyễn Đức Công đe dọa. Rất căng thẳng.
Trời, Đỗ Trọng Hưng vừa có quyết định bình tướng sang lộ 4. Có vẻ như thế cờ này người chơi Nguyễn Đức Công đã nhìn ra. Không biết anh sẽ xử lý cách tấn công này của người chơi Đỗ Trọng Hưng như thế nào đây? Quý vị và các bạn hãy cùng chờ xem. Vâng, anh đã quyết định đặt quân tượng úp ở lộ 7 và đấy là một cây sĩ. Đỗ Trọng Hưng vừa quyết định mở thêm một quân úp nữa nhưng rất tiếc đấy chỉ là một quân tốt. Ẩn số còn lại đang ở nằm ở trong hai quân úp còn lại là một quân sĩ úp ở lộ 6 và quân tốt úp ở trung lộ. Lúc này thế trận vẫn nghiêng về người chơi Nguyễn Đức Công nhiều hơn một chút. Bên cạnh đó, anh vẫn đang chiếm ưu thế hơn so với đối thủ của mình về mặt thời gian trong khi anh đang còn hơn 7 phút. Và đối thủ của anh, người chơi Đỗ Trọng Hưng chỉ còn 5 phút 9 giây. Và anh đang bắt đầu tấn công vào người chơi Đỗ Trọng Hưng rồi. Khó khăn chồng chất khó khăn. Theo dự đoán của cá nhân tôi, ở ván đấu đầu tiên này, người chơi Nguyễn Đức Công tỷ lệ thắng phải lên đến 65-70%. Quý vị và các bạn hãy cùng chờ xem. Lúc này cả xe và pháo của người chơi Nguyễn Đức Công đã sang được sông và đang đe dọa đến người chơi Đỗ Trọng Hưng. Trong khi đó, quân xe ở lộ 4 của người chơi Đỗ Trọng Hưng vẫn chưa thể phát huy hết được khả năng của mình bên khung thành của đối phương khi mà người chơi Nguyễn Đức Công vẫn đang sở hữu cho mình hai quân xe úp ở lộ 1 và lộ 9 và hai quân sĩ úp đóng vai trò cực kỳ quan trọng cho khả năng phòng thủ. Lúc này thời gian của người chơi Đỗ Trọng Hưng đang còn rất ít, 4 phút 8 giây. Nếu như anh không tăng tốc ở những nước cờ tiếp theo, rất có thể tỷ lệ cao anh sẽ phải chịu thua trước đối thủ của mình về mặt thời gian ở ván đấu này. Lúc này quân úp cuối cùng ở trên bàn cờ của người chơi Đỗ Trọng Hưng đã bị tiêu diệt rồi, không còn ẩn số nào nữa. Trong khi đó đối thủ của anh Nguyễn Đức Công vẫn còn 5 quân úp còn lại chưa triển khai, trong đó có hai quân xe ở lộ 1 và lộ 9, phòng thủ rất là chắc chắn.
Xét về lực quân của hai người chơi lúc này chênh lệch không quá nhiều. Người chơi Đỗ Trọng Hưng đang sở cho mình bộ ba xe pháo mã, trong khi đó đối thủ của anh Nguyễn Đức Công đang sở cho mình một xe hai pháo, một sĩ và hai tượng. Tuy nhiên về thế trận lẫn thời gian vẫn đang nghiêng về người chơi Nguyễn Đức Công nhiều hơn. Căng thẳng cho đến những giờ phút cuối cùng của ván đấu. Cả hai người chơi vẫn đang sở hữu cho mình rất nhiều quân chiến có khả năng tấn công mạnh. Vâng, tuy nhiên khả năng phòng thủ của người chơi với Đức Công vẫn đang hơn đối thủ khá nhiều. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của quân sĩ ở trung lộ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong khả năng phòng thủ của anh lúc này. Có vẻ như thần may mắn đã mỉm cười với người chơi Nguyễn Đức Công ở những giờ phút thực sự quan trọng. Hai quân sở hữu ở lộ 1 và lộ 9 của người chơi Nguyễn Đức Công vẫn chưa triển khai. Thật sự khó khăn cho kỳ thủ Đỗ Trọng Hưng của chúng ta để tấn công vào hàng phòng thủ này. Lúc này bộ ba xe pháo mã của người chơi Nguyễn Đức Công đã sang sông và đang đe dọa đến tướng của người chơi Đỗ Trọng Hưng rồi. Vâng, xin chúc mừng người chơi Nguyễn Đức Công, anh đã giành chiến thắng ở ván đấu đầu tiên này. Lúc này cả hai người chơi đã sẵn sàng. Và đấu thứ hai bắt đầu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0 nghiêng về người chơi Nguyễn Đức Công đến từ Bắc Giang. Có vẻ như thần may mắn đã mỉm cười khá sớm với người chơi Nguyễn Đức Công, trong khi trong những nước cờ đầu tiên anh đã tìm được quân xe của mình ở lộ 3. Cũng không kém cạnh gì, lúc này người chơi Đỗ Trọng Hưng đã tìm được quân pháo của mình ở trung lộ. Và nòng pháo của người chơi Đỗ Trọng Hưng đang ngắm thẳng vào đầu tướng của người chơi Nguyễn Đức Công.
Lúc này người chơi Nguyễn Đức Công đang sở hữu cho mình một xe và một hai mã. Và quan trọng nhất là một quân sĩ ở ngay trung lộ đang đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc phòng thủ của anh. Tuy nhiên anh đã mất một tượng và hai quân úp. Ẩn số nằm ở hai quân úp này. Và sẽ thật sự đáng tiếc nếu hai quân úp của người chơi Nguyễn Đức Công vừa mất là những quân chiến có khả năng tấn công mạnh. Trong khi đó, đối thủ của anh Đỗ Trọng Hưng đã triển khai quân xe úp ở lộ 1 rồi. Nhưng rất tiếc đấy chỉ là một quân tượng. Lúc này anh chỉ còn 3 quân úp chưa lật ở trên bàn cờ thôi. Hiện tại anh đã mất 2 tốt và 1 cây úp. Xét về thế trận lẫn lực quân lúc này vẫn đang nghiêng về người chơi Nguyễn Đức Công nhiều hơn một chút. Tuy nhiên vẫn chưa thể nói trước điều gì lúc này. Quý vị và các bạn hãy cùng chờ xem. Vừa là những pha giao tranh liên tiếp giữa hai người chơi, tốc độ của chung cuộc diễn ra rất là chậm rãi. Quý vị và các bạn thân mến, người chơi Nguyễn Đức Công của chúng ta đến từ Bắc Giang là một người chơi cờ tự do và anh đã có khá là nhiều kinh nghiệm trong bộ môn cờ tướng úp này trên 7 năm. Hiện tại anh đang tham gia ở câu lạc bộ cờ Kinh Bắc. Anh đã đạt giải vô địch tỉnh Bắc Giang năm 2015 và lọt vòng 2 cuộc thi Trạng cờ đất Việt. Trong khi đó, đối thủ của anh Đỗ Trọng Hưng đến từ Hà Nội cũng là một người chơi cờ tự do. Anh đã có 30 năm trong kinh nghiệm trong bộ môn cờ tướng và có trên 7 năm kinh nghiệm bộ môn cờ tướng úp. Anh đang là kỳ thủ tự do và đã có khá là nhiều giải vô địch, giải làng xã. Cùng quay trở lại với trận đấu lúc này. Vâng, xin chúc mừng người chơi Đỗ Trọng Hưng. Anh đã tìm được quân xe của mình rồi. Lực quân lúc này giữa hai người chơi đã trở nên cân bằng hơn. Tuy nhiên, người chơi Nguyễn Đức Công vẫn đang sở hữu cho mình một xe, hai xe úp ở lộ 1 và lộ 9. Bên cạnh đó là quân sĩ nằm ở ngay trung lộ. Khả năng phòng thủ của người chơi Nguyễn Đức Công vẫn đang khá là dày. Lúc này quân xe ở lộ 6 của người chơi Đỗ Trọng Hưng đang đe dọa đến quân mã của người chơi Nguyễn Đức Công. Không biết anh sẽ xử lý tình huống này như thế nào đây? Lúc này người chơi Nguyễn Đức Công đã mất hai quân úp và còn 3 quân úp còn lại trên bàn cờ của mình. Và nếu như thần may mắn mỉm cười với anh thì một trong số 3 quân úp đấy sẽ còn một quân xe.
tốc độ của chung cuộc diễn ra khá là chậm rãi. Người chơi Đỗ Trọng Hưng đang sở hữu cho mình một xe, hai pháo, hai sĩ, một tượng và một tốt ở lộ 9 đã sang sông. Trong khi đó, đối thủ của anh Nguyễn Đức Công đang sở hữu cho mình một xe, một mã, một tượng và hai sĩ. Còn thời gian còn lại của cả hai người chơi khá là tương đương nhau. Người chơi Đỗ Trọng Hưng đang còn 8 phút 40 giây, trong khi đó anh Nguyễn Đức Công đang còn 8 phút 16 giây. Thật sự đáng tiếc khi quân pháo ở trung lộ của người chơi Đỗ Trọng Hưng đã bị tiêu diệt rồi. Điều này khiến khả năng tấn công của anh giảm xuống khá nhiều. Trong khi đó, anh Nguyễn Đức Công đã đưa được xe và sĩ của mình qua sông. Lúc này người chơi Nguyễn Đức Công đang có cơ hội để tiêu diệt thêm một quân úp nữa ở trên bàn cờ của người chơi Đỗ Trọng Hưng. Tuy nhiên anh đã không làm như vậy. Anh đã có quyết định tiến sĩ sang lên lộ 6. Độ của chung cuộc diễn ra vẫn đang khá là chậm rãi. Ẩn số lúc này đang nằm trong những quân úp ở trên bàn cờ. Người chơi Nguyễn Đức Công còn 3 quân cờ úp chưa triển khai. Người chơi Đỗ Trọng Hưng đang còn 2 quân úp. Và nếu như may mắn, một trong số những quân úp đấy sẽ là những quân xe của cả hai người chơi. Người chơi Nguyễn Đức Công vẫn chưa có quyết định tiêu diệt quân tốt úp ở lộ 1 của đối thủ của anh Đỗ Trọng Hưng. Và anh vừa có quyết định triển khai quân sĩ úp ở lộ 6 và đấy là một quân pháo. Quân pháo nằm ở vị trí này sớm muộn cũng sẽ gây nguy hiểm cho người chơi Đỗ Trọng Hưng mà thôi. Số vẫn còn nằm ở trong hai quân xe úp ở lộ 1 và lộ 9. Và nếu như thần may mắn mỉm cười với người chơi Nguyễn Đức Công, một trong hai quân úp này sẽ là quân xe và lúc đấy lợi thế sẽ nghiêng hoàn toàn về anh.
tại quân Tự Úp ở lộ 3 và quân Tự Úp ở lộ 1 của người chơi Đỗ Trọng Hưng chưa thể có khả năng triển khai. Rất khó khăn cho anh rồi. Cuối cùng người chơi Nguyễn Đức Công đã quyết định triển khai nốt quân xe Úp ở lộ 1. Lúc này anh đã sở hữu cho mình một xe, hai pháo. Quân pháo này đang nhắm thẳng vào quân xe ở lộ 6 của người chơi Đỗ Trọng Hưng. Số cuối cùng còn lại đang nằm ở quân xe Úp ở lộ 9 của người chơi Nguyễn Đức Công. Không biết quân xe Úp này có phải là một quân xe thật hay không? Quý vị và các bạn hãy cùng chờ xem. Cuối cùng người chơi Nguyễn Đức Công cũng quyết định tiêu diệt một quân Úp nữa của đối phương.
Ván đấu thứ ba đã đi vào phần chung cuộc rồi. Người chơi Đỗ Trọng Hưng lúc này đã đưa được cây tốt áp sát khung thành của đối thủ. Tuy nhiên ở hình cờ hiện tại thì lực quân và thế trận đang hoàn toàn nghiêng về người chơi Nguyễn Đức Công, khi anh đang có bộ ba xe pháo mã tập trung tấn công vào cánh phải của Đỗ Trọng Hưng. Đỗ Trọng Hưng là người chơi cờ tự do. Anh đến với cờ tướng từ cách đây 30 năm và đã có 10 năm chơi môn cờ tướng úp. Đối thủ của Đỗ Trọng Hưng hôm nay là người chơi Đỗ Đức Công, sinh hoạt tại câu lạc bộ Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Anh đến với môn cờ tướng truyền thống từ cách đây 30 năm và đã có 10 năm chơi cờ tướng úp. Người chơi Nguyễn Đức Công đã đạt được một số thành tích cao tại các giải đấu làng xã khu vực tỉnh Bắc Ninh. Trong đó thành tích anh đạt được cao nhất là vô địch tỉnh Bắc Giang năm 2015. Như vậy có thể thấy rằng người chơi Nguyễn Đức Công là người chơi có bề dày kinh nghiệm trong môn cờ tướng truyền thống. Do vậy khi các quân cờ úp được mở gần hết hoặc đã mở hết ra rồi thì người chơi Nguyễn Đức Công sẽ phát huy được những phẩm chất rất đáng quý tại môn cờ tướng truyền thống. Lúc này thì cánh phải của Nguyễn Đức Công đã bị đối thủ khoan thủng và cây tốt đã áp sát khung thành của Nguyễn Đức Công. Tuy nhiên điều đáng nói là Đỗ Trọng Hưng không có nhiều quân cờ mạnh hỗ trợ cho sức mạnh tấn công về phía cánh phải của đối thủ. Nguyễn Đức Công đang có nhiều quân cờ mạnh. Do vậy, khả năng phòng thủ và tấn công của anh ở những nước đi tiếp theo là rất nguy hiểm dành cho đối thủ. Lúc này thì cánh phải của Đỗ Trọng Hưng cũng đã bị khoét sâu rồi, không còn nhiều quân cờ phòng thủ. Rất may là Đỗ Trọng Hưng đã mở được cây xe ở lỗ 1, góp phần tăng cường thế trận phòng thủ bên phía cánh phải của mình. Điểm mặt lực quân của hai người chơi lúc này, Đỗ Trọng Hưng đã mất hai quân cờ, một cây mã và một cây úp. Như vậy trong số 4 cây úp còn lại của Đỗ Trọng Hưng, nếu may mắn rất có thể anh sẽ còn cây xe thứ hai, cây pháo và cây mã thứ hai. Ngược lại, đối thủ của anh Đỗ Đức Công đã mất tới 4 quân cờ, một xe, một tốt và hai quân cờ úp. Do vậy trong số 4 cây úp còn lại của Nguyễn Đức Công sẽ không còn nhiều những quân cờ mạnh. Nếu may mắn, anh chỉ có thể còn một cây pháo và một cây mã nữa mà thôi. Tuy nhiên, hàng phòng thủ của Nguyễn Đức Công lúc này đang rất mạnh bên phía cánh trái. Phía cánh phải trống trải hơn. Tuy nhiên, anh cũng đã có cây xe ở lỗ 4 hỗ trợ cho thế trận phòng thủ và có thể tấn công bất ngờ về phía khung thành của đối thủ. Nguyễn Đức Công đã đưa tượng về lỗ 7 để chiếu thẳng về trung tâm khung thành của đối thủ. Đỗ Trọng Hưng chỉ còn 3 cây cờ úp. Anh đã vừa để mất xe rồi. Do vậy nếu trong số 3 cây úp còn lại không còn cây xe thứ hai thì khả năng thua cuộc của Đỗ Trọng Hưng là rất lớn. Xin cảm ơn bạn Dương Thương Giáp đang cổ vũ động viên cho người chơi Nguyễn Đức Công.
Nguyễn Đức Công đã quyết định đổi pháo rồi. Rất may mắn, Đỗ Trọng Hưng cũng đã mở ra được cây mã, tạo sự cân bằng hơn về lực quân giữa hai người chơi. Về tổng thể trên hình cờ lúc này, xét cả về thế trận và lực quân, người chơi Nguyễn Đức Công đang có tới 75-85% cơ hội giành chiến thắng trước đối thủ. Khả năng người chơi Đỗ Đức Công giành chiến thắng ở ván đấu thứ 3 là rất cao. Lúc này Tốt đã tiến gần sát tới khung thành của Đỗ Trọng Hưng rồi. Đây sẽ là mối nguy hiểm lớn của anh nếu để cây Tốt này bước thêm một vài bước nữa về phía khung thành. Nguyễn Đức Công đang có bộ ba trên bàn cờ rất mạnh. Ngoài ra, anh còn có ba cây úp chưa mở hỗ trợ cho thế trận phòng thủ. Nguyễn Đức Công sinh hoạt tại câu lạc bộ Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. Anh là người chơi cờ tướng úp đã nhiều năm nay, 10 năm rồi, và rất có nhiều kinh nghiệm. Hiện tại người chơi Nguyễn Đức Công đang có phong độ rất tốt, kể cả môn cờ tướng truyền thống và cờ tướng úp. Đỗ Trọng Hưng là người chơi cờ tự do. Anh đặc biệt yêu thích môn cờ tướng và đã đến với môn cờ tướng úp từ cách đây vài chục năm rồi. Tuy nhiên hôm nay dường như anh đang gặp phải một đối thủ rất khó chơi, và đó là sự bất lợi cho anh ở vòng đấu này, vòng đấu knockout để quyết định những người cuối cùng bước tiếp vào vòng 2 game show đấu trường cờ Việt. Quý vị và các bạn thân mến, vào ngày 11 tháng 11 vừa qua, ban tổ chức đã tiến hành lễ bốc thăm, công bố những người vào thẳng vòng đấu thứ 2 game show đấu trường cờ Việt phiên bản cờ tướng úp. Và ban tổ chức đã tuyển chọn ra 50 người chơi đầu tiên. Và hiện nay ban tổ chức cũng đã tìm ra 28 người chơi để đóng trận đấu quyết định cuối cùng, trận đấu knockout, để tuyển chọn 14 người chơi cùng với 50 người chơi đã được tuyển chọn thành top 64 người chơi xuất sắc nhất ở vòng đấu sơ loại để bước vào vòng đấu thứ 2. Trận đấu knockout này mỗi người chơi sẽ phải có 5 chiến thắng mới có thể quyết định được trận đấu và đi tiếp vào vòng 2. Trong trận đấu này, người chơi Nguyễn Đức Công đang có 2 ván thắng đầu tiên trước đối thủ. Và ván đấu thứ 3 này, người chơi Nguyễn Đức Công đang có rất nhiều cơ hội để đi tiếp vào vòng 2. Lúc này người chơi Đỗ Trọng Hưng chỉ còn duy nhất một cây cờ úp chưa mở. Trên hình cờ anh đang chỉ có một mã một pháo là những quân cờ có sức tấn công mạnh, trong khi đối thủ của anh lại có tới bộ ba xe pháo mã. Khả năng phòng thủ của người chơi Đỗ Trọng Hưng lúc này là không mạnh, lực quân để tấn công cũng không mạnh. Và bây giờ rất có thể người chơi Đỗ Trọng Hưng bắt buộc sẽ phải mở cây cờ úp cuối cùng, hoặc anh cũng phải chấp nhận để mất cây cờ úp cuối cùng của mình. Nếu đó là một cây xe thì quả thực đó là điều rất đáng tiếc và khả năng thua cuộc của anh sẽ rất cao. Khó khăn đang dồn ép ngày càng lớn hơn lên người chơi Đỗ Trọng Hưng. Nguyễn Đức Công là người chơi giàu kinh nghiệm
và có lối tấn công rất chắc chắn và chính xác. Dường như trong hai ván đấu vừa diễn ra, người chơi Nguyễn Đức Công không để xảy ra những nước đi sơ sót nào. Và ở ván đấu thứ ba này, anh đang có được rất nhiều ưu thế về lực quân và thế chất, hoàn toàn chủ động áp đặt lối chơi lên đối thủ của mình. Lại một nước cờ khó nữa của Nguyễn Đức Công dồn cho đối thủ. Khả năng thua cuộc của Đỗ Trọng Hưng lúc này là 90 đến 95% rồi. Bây giờ là lúc chúng ta có thể nói lời chúc mừng sớm tới chiến thắng của người chơi Nguyễn Đức Công trước đối thủ của mình. Vấn đề còn lại chỉ là một vài nước đi nữa thôi. Xin chúc mừng anh và chia buồn với người chơi Đỗ Trọng Hưng. Hy vọng Đỗ Trọng Hưng sẽ có được sự may mắn, sự chính xác trong ván đấu thứ tư. Vâng, lúc này người chơi Nguyễn Đức Công đã kết thúc được ván đấu rồi. Xin chúc mừng anh. Bây giờ, quý vị và các bạn cùng với hai người chơi, chúng ta sẽ đến ngay với ván đấu thứ tư. Hai người chơi đã sẵn sàng. Ván đấu thứ tư bắt đầu. Đấu thứ tư đã bắt đầu rồi. Trong phần khai cuộc này, người chơi Đỗ Trọng Hưng dường như có nhiều ưu thế hơn, khi trong những nước mở quân đầu tiên, anh đã mở được 4 quân cờ mạnh. Bộ tứ 2 mã, 1 xe, 1 pháo đang dàn thành thế trận, liên kết lại với nhau để áp đảo đối thủ. Tuy nhiên, Nguyễn Đức Công cũng đang có bộ 3 xe pháo mã để đối trọng lại với đối thủ của mình. Chắc chắn ván đấu thứ tư này sẽ hứa hẹn một trận đấu cực kỳ gay cấn và hấp dẫn. Bởi lẽ lúc này, hai người chơi có lực quân và lực cờ cân bằng nhau. Cho dù Nguyễn Đức Công có yếu thế hơn về thế trận, khi mà cánh trái của anh lúc này đang rất trống trải. Đỗ Trọng Hưng thì đang có rất nhiều quân cờ úp chưa mở, thế trận phòng thủ của anh tương đối chắc chắn. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, tỷ lệ chiến thắng vẫn đang chia đều cho cả hai người chơi mà thôi. Nguyễn Đức Công đã có 3 ván thắng liên tiếp trước đối thủ của mình. Hy vọng ở ván đấu thứ tư này, Đỗ Trọng Hưng sẽ là người giành chiến thắng để tạo ra một tỷ số tương đối cân bằng trước đối thủ của mình. Nguyễn Đức Công đã lại vừa mở thêm được cây xe thứ hai rồi. Tuy nhiên, lợi thế đang thuộc về Đỗ Trọng Hưng khi anh đã sử dụng cây mã chiếu tướng và tiêu diệt cây xe đầu tiên của Nguyễn Đức Công. Rất hay, rất hay. Cho dù người chơi Nguyễn Đức Công có kinh nghiệm và phong độ dường như đang tốt hơn trước đối thủ của mình. Tuy nhiên ván đấu thứ tư này, mọi ưu thế đang thuộc về người chơi Đỗ Trọng Hưng. Hy vọng Đỗ Trọng Hưng sẽ có một ván thắng đầu tiên trước đối thủ của mình.
Dường như chiến thắng đang đến rất nhanh với người chơi Đỗ Trọng Hưng ở ván đấu thứ tư này. Rất khó cho Nguyễn Đức Công rồi. Rất có thể người chơi Đỗ Trọng Hưng sẽ kết thúc ván đấu khi anh chưa tiêu tốn hết 3 phút suy tính ở ván đấu thứ tư này. Cờ tương úp là như vậy. Rất bất ngờ, rất bí ẩn, rất đột phá và cũng rất nhiều may rủi. Xin chúc mừng người chơi Đỗ Trọng Hưng, anh đã có một ván thắng rất thuyết phục trước đối thủ khó chơi của mình Nguyễn Đức Công. Và bây giờ quý vị và các bạn cùng với hai người chơi chúng ta sẽ dừng lại nghỉ trong 3 phút trước khi thi đấu ván đấu thứ 5. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy cả hai người chơi đã thi đấu 4 ván đấu đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay. Tỷ số lúc này là 3-1 nghiêng về Nguyễn Đức Công. Trong 3 ván đấu đầu tiên, Nguyễn Đức Công liên tiếp giành chiến thắng khi anh đã phát huy được tối đa những phẩm chất của mình. Anh liên tục giành ưu thế trên bàn cờ, liên tục chủ động áp sát quân của đối thủ và giành chiến thắng hết sức thuyết phục. Tuy nhiên, ở ván đấu thứ tư, người chơi Đỗ Trọng Hưng mới là người có nhiều yếu tố may mắn, kết hợp với sự cẩn trọng chắc chắn và sức cờ của anh tấn công rất nhanh chóng và mạnh mẽ, Đỗ Trọng Hưng đã giành chiến thắng. Người chơi Đỗ Trọng Hưng là một người chơi cờ tự tướng tự do trên địa bàn Hà Nội. Anh cũng đã đạt được một số thành tích tại các giải đấu thuộc cấp độ câu lạc bộ. Đỗ Trọng Hưng đến với môn cờ tướng từ cách đây 30 năm và đã có 20 năm chơi cờ tướng úp. Nghĩa là khi mà cờ tướng úp bắt đầu xuất hiện ở khu vực Hà Nội và bước vào giai đoạn phát triển thì Đỗ Trọng Hưng đã tiếp cận với môn chơi này. Vâng, xin chào người chơi Nguyễn Đức Công. Tôi rất muốn chia sẻ một vài tâm sự với anh. Đầu tiên là chúc mừng anh đã giành chiến thắng 3-1 trước đối thủ của mình. Anh Công thân mến, câu lạc bộ Kinh Bắc của anh đã có rất nhiều kỳ thủ tham gia game show đấu trường cờ Việt phiên bản cờ tướng úp. Mới đây nhất là người chơi Đỗ Trọng Hòa, người chơi Dương Đình Trung và dường như nếu không sai thì anh là người chơi thứ 3 của câu lạc bộ Kinh Bắc đấu ở vòng đấu knockout, ở vòng sơ loại. Anh có thể cho quý vị khán giả biết một vài nét về câu lạc bộ Kinh Bắc của anh. Ai là chủ nhiệm câu lạc bộ và các anh sinh hoạt như thế nào, tổ chức những giải đấu ra sao? Dạ thưa chú, thưa các vị khán giả. Thì chủ nhiệm câu lạc bộ là chú Dương Công Hậu. Chú đã đứng đầu về phong trào cờ tướng của tỉnh Bắc Ninh. Chú đã tạo ra rất nhiều các giải ở trong tỉnh Bắc Ninh để cho anh em có thể thi đấu và cọ sát. Nói chung là anh em làng cờ Bắc Ninh là rất cảm ơn chú vì đã đưa cái phong trào cờ tướng của tỉnh Bắc Ninh đi lên rất nhiều. Thì cứ hàng tuần là chú cũng thường hay tổ chức các giải nhỏ để cho các anh em kỳ thủ cờ úp tham gia tập luyện. Thì câu lạc bộ Kinh Bắc thì vẫn sinh hoạt đều đặn hàng tuần, thì cứ hàng tuần có giải đấy thì anh em sẽ cọ sát rất là nhiều và phong trào cờ tướng cũng sẽ rất là đi lên. Thì đấy là những chia sẻ về câu lạc bộ đấy ạ. Xin cảm ơn người chơi Nguyễn Đức Công. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới chủ nhiệm câu lạc bộ Kinh Bắc, anh Nguyễn Công Hậu, Dương Công Hậu. Và chúc mừng câu lạc bộ Kinh Bắc đã đào tạo huấn luyện ra rất nhiều những người chơi, những kỳ thủ có trình độ và kinh nghiệm thi đấu rất tốt. Đấu trường cờ Việt năm 2017 thì tại thành phố Bắc Ninh, người chơi Trần Viết Soái đã giành giải 3 tại game show này. Anh là một người chơi trong lực lượng vũ trang và đặc biệt yêu thích môn cờ tướng. Anh có biết gì về anh Trần Công Soái? Trần Viết Soái. Dạ vâng ạ, Trần Viết Soái thì anh là bạn ngoài đời về chơi cờ là của cháu ạ. Và nói chung là hai anh em chơi với nhau cũng tương đối là thân. Thì hàng tuần anh em cũng gặp nhau để giao lưu và cọ sát. Lực cờ anh Soái thì rất là mạnh và có cơ bản. Anh Soái thì cũng đồng hành cùng với chú Dương Công Hậu cũng tổ chức một số giải của tỉnh Bắc Ninh về môn cờ ngửa. Nên anh Soái cũng là một người đóng góp rất lớn cho phong trào cờ tướng của tỉnh Bắc Ninh. Xin gửi lời cảm ơn tới người chơi Nguyễn Viết Soái, Trần Viết Soái. Và bây giờ
giờ thì tôi cũng muốn biết ý kiến của người chơi thứ hai, anh Đỗ Trọng Hưng. À, anh Hưng thân mến, người chơi Nguyễn Đức Công thuộc câu lạc bộ Kinh Bắc, theo tôi đánh giá là một người chơi rất dày dặn kinh nghiệm. Anh đánh giá như thế nào về đối thủ của mình? Công đánh rất tốt và rất thuần thục thì tôi thì cũng tham gia gọi là để cho vui thôi.
Ván thứ đấu thứ 5 đang bắt đầu và lúc này người chơi Đỗ Trọng Hưng đang có được một thế trận tương đối mạnh mẽ. Anh đã có một xe một pháo. Và bây giờ người chơi Đỗ Đức Công rất có thể sẽ mất tiếp một quân cờ nữa. Đỗ Trọng Hưng đã quyết định chơi tất tay với đối thủ rồi. Dường như anh cũng không có được nhiều sự may mắn khi tạo cơ hội cho Nguyễn Đức Công mở ra được con xe đầu tiên. Tỷ số ở ván đấu thứ 5 này cho đến thời điểm này giữa hai người chơi đang là 3-1 nghiêng về Nguyễn Đức Công. Quý vị và các bạn thân mến, đây là ván đấu thứ 5 giữa hai người chơi Đỗ Trọng Hưng, Hà Nội, giao đấu với Nguyễn Đức Công, Bắc Giang. Tỷ số lúc này đang là 3-1 nghiêng về Nguyễn Đức Công. Lực quân và thế trận của hai người chơi đang tương đối cân bằng nhau. Nguyễn Đức Công đang có bộ 3 hai mã một xe, đối trọng lại với đối thủ có bộ 3 xe phá mã.
Ván đấu thứ 5 đã bước vào phần chung cuộc. Nguyễn Đức Công đang dành nhiều thời gian suy tính cho nước đi tiếp theo của mình. Anh sẽ tiêu diệt tốt 5 của đối thủ để chiếu tướng hay tiêu diệt cây mã 9. Cánh phải của Nguyễn Đức Công lúc này tương đối trống trải. Bù lại thì cánh trái của Đỗ Trọng Hưng cũng rất trống trải. Thế trận lúc này là tương đối cân bằng nhau. Ở những nước đi tiếp theo, ai là người mở được những quân cờ mạnh, ai là người có những nước đi chính xác và cẩn trọng, người đó sẽ có nhiều ưu thế hơn trên bàn cờ. Đỗ Trọng Hưng đã mất thêm một cây mã và đối thủ của anh thì mất tiếp một cây sĩ. Rất tiếc cho Đỗ Trọng Hưng khi anh đã để cho đối thủ tiêu diệt cây pháo 7 của mình. Nếu nhanh chóng đưa cây pháo 7 về lỗ 5, khả năng anh sẽ bảo vệ được cây pháo và tạo ra sự nguy hiểm ở khu vực trung lỗ. Tuy nhiên Đỗ Trọng Hưng vẫn còn tới 3 cây cờ úp chưa mở. Rất có thể trong số 3 cây úp đó sẽ có cây xe thứ 2, sẽ có một pháo và một mã nữa. Nếu cả 3 quân cờ mạnh đó vẫn đang còn nằm trong số 3 cây úp trên bàn cờ thì rất có thể Đỗ Trọng Hưng sẽ xoay chuyển tình thế từ bị động và yếu thế chuyển thành chủ động và áp đặt được lối chơi lên đối thủ của mình. Nguyễn Đức Công đã mất 6 quân cờ, một mã, một sĩ, hai tốt và hai cây cờ úp. Trong số 3 cây cờ úp chưa mở của Nguyễn Đức Công, nếu may mắn cũng có thể còn cây xe thứ 2, cây pháo thứ 2, vâng, có thể còn cả hai cây pháo. Lúc này thì Nguyễn Đức Công đã để mất thêm một quân cờ nữa rồi. Như vậy anh chỉ còn hai cây cờ úp mà thôi. Xin cảm ơn khán giả Hạnh Vĩnh đang gửi lời chúc mừng đến người chơi Nguyễn Đức Công. Tất nhiên, tôi sẽ chuyển lời chúc mừng này tới Nguyễn Đức Công qua tình cảm trong trí óc và trái tim tôi mà thôi. Lúc này người chơi Nguyễn Đức Công đang phải tập trung rất cao cho ván đấu của mình. Rất tiếc cho người chơi Nguyễn Đức Công, lúc này anh đã để cho đối thủ tiêu diệt những cây cờ úp cuối cùng của mình. Tuy nhiên Đỗ Trọng Hưng cũng cần phải rất cẩn trọng, rất chắc chắn. Bởi lẽ lúc này thì Nguyễn Đức Công cũng đã đưa mã chuẩn bị tấn công về phía đối phương rồi. Đỗ Trọng Hưng đã tính tới việc gia tăng sức mạnh phòng thủ. Anh cần nhanh chóng mở tiếp những quân cờ úp của mình để có những quân cờ mạnh hỗ trợ cho thế trận phòng thủ và tấn công. Và rất có thể người chơi Đỗ Trọng Hưng sẽ lại tiếp tục giành được ván thắng thứ 2 trước đối thủ của mình. Cơ hội đang mở ra rất nhiều với Đỗ Trọng Hưng ở thời điểm này. Chỉ cần anh phòng thủ chắc chắn là anh có cơ hội giành chiến thắng. Đúng như vậy, lúc này Đỗ Trọng Hưng đã mở được cây mã thứ 2. Cây mã này kết hợp với cây xe sẽ gia tăng cho sức mạnh phòng thủ và tấn công.
Đỗ Trọng Hưng cũng đã đưa cây xe của mình chuẩn bị vượt sông sang phần đất của đối phương rồi. Nguy hiểm đang đến nhiều hơn với Nguyễn Đức Công. Nếu bây giờ Đỗ Trọng Hưng tiếp tục mở cây xe úp ở lỗ 1 là một quân cờ mạnh nữa, thì chắc chắn Đỗ Trọng Hưng sẽ có tới 90% cơ hội giành chiến thắng trước đối thủ. Cơ hội còn cây xe và cây pháo thứ hai của Đỗ Trọng Hưng lúc này trong số hai cây cờ úp là rất cao. Anh còn hơn đối thủ của mình cả về mặt thời gian suy tính. Rất hy vọng người chơi Đỗ Trọng Hưng sẽ có những nước đi chính xác và giành chiến thắng trước đối thủ của mình. Trước một người chơi đang có phong độ cao và dày dặn kinh nghiệm, người chơi Đỗ Trọng Hưng cần phải tiếp tục tăng cường lực lượng tấn công. Cánh phải của Đỗ Trọng Hưng lúc này đang rất mạnh. Anh đang còn một tốt và một cây xe úp. Hãy nhanh chóng mở những quân cờ úp này để áp đảo, giành chiến thắng trước đối thủ của mình. Như vậy là Nguyễn Đức Công không bảo toàn được cây sĩ của mình rồi. Khó khăn đang dồn nén lên vai người chơi Nguyễn Đức Công mỗi ngày một nhiều. Anh có tấn công và kết thúc được ván đấu với chiến thắng hay không? Lúc này là một thử thách rất lớn, dường như là quá sức đối với anh. Đỗ Trọng Hưng đang có nhiều ưu thế để quyết định ván thắng ở ván đấu thứ 5. Đức Công đã phải thoái xe về để gia tăng cho hàng phòng thủ của mình, chống đỡ trước sức công phá ngày càng mạnh mẽ của Đỗ Trọng Hưng. Đỗ Trọng Hưng vẫn đang còn cánh phải rất mạnh. Anh cần nhanh chóng mở cây xe úp ở lỗ 1, tiêu diệt cây úp cuối cùng của đối thủ để kết thúc ván đấu một cách chắc chắn hơn.
Vâng, như vậy lúc này chiến thắng thứ hai đã đến với người chơi Đỗ Trọng Hưng rồi. Rất tuyệt vời, anh đã có chiến thắng thứ hai trước người chơi giàu kinh nghiệm và phong độ cao Nguyễn Đức Công. Xin chúc mừng anh. Tỷ số của trận đấu đến thời điểm này vẫn là 3-2 nghiêng về Nguyễn Đức Công. Bây giờ quý vị và các bạn cùng với hai người chơi chúng ta sẽ đến với ván đấu thứ 6. Hai người chơi đã sẵn sàng, ván đấu bắt đầu. Sau 4 nước mở quân, lúc này Nguyễn Đức Công đang có cơ hội bắt chết một cây mã của đối thủ. Phần khai cuộc giữa hai người chơi đến thời điểm này là tương đối cân bằng nhau. Và khi Nguyễn Đức Công mở được cây xe ở lỗ 5 thì thế trận đã trở nên ưu thế hơn, nghiêng về Nguyễn Đức Công rồi. Bây giờ thì tướng 5 có thể tiêu diệt cây tốt úp ở lỗ 3. Cơ hội giành chiến thắng của Nguyễn Đức Công trước đối thủ ở ván đấu này đang tăng lên rất nhanh. Nguyễn Đức Công đang có rất nhiều ưu thế để chiếm quyền chủ động hoàn toàn ở ván đấu thứ 6 này. Người chơi Đỗ Trọng Hưng cần phải tiếp tục mở ra được những quân cờ mạnh để tạo ra thế cân bằng về lực quân mới có thể có được một thế trận ngang cơ và sòng phẳng với đối thủ. Nếu không có sự hỗ trợ của những quân cờ mạnh thì Đỗ Nguyễn Đức Công sẽ tiếp tục áp sát, o ép và tiêu diệt thêm những quân cờ úp của Đỗ Trọng Hưng mà thôi. Bây giờ thì Đỗ Trọng Hưng đã lại để mất tiếp cây sĩ nữa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, người chơi Đỗ Trọng Hưng là người chơi cờ tự do. Tuy nhiên anh đến với môn cờ tướng úp từ cách đây 30 năm rồi và đã có 20 năm chơi cờ tướng úp. Anh cũng đã đạt được một số thành tích trong một số giải đấu ở cấp độ câu lạc bộ
Điều đáng nói là người chơi Đỗ Trọng Hưng đặc biệt yêu thích môn cờ tướng úp. Anh thường thi đấu trên mạng online và đã tích lũy được cho mình rất nhiều kinh nghiệm trong thi đấu. Đối thủ của Đỗ Trọng Hưng trong trận đấu này là người chơi Nguyễn Đức Công, sinh hoạt tại câu lạc bộ Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Đức Công cũng biết đến môn cờ tướng từ cách đây 30 năm và có tới 10 năm tiếp cận với cờ tướng úp. Hiện tại người chơi Nguyễn Đức Công đang có phong độ rất cao trong môn cờ tướng truyền thống nói chung và cờ tướng úp nói riêng. Trong ván đấu với knockout với người chơi Đỗ Trọng Hưng, Nguyễn Đức Công tới thời điểm này đang có tỷ số 3-2 trước đối thủ. Đây là trận đấu knockout, trận đấu cuối cùng quyết định ai sẽ là người đi tiếp vào vòng đấu thứ hai game show đấu trường cờ Việt phiên bản cờ tướng úp. Ngày 11 tháng 11 vừa qua, ban tổ chức đã công bố 50 người chơi đầu tiên đi tiếp vào vòng đấu thứ hai và 14 cặp đấu của những người chơi có số điểm từ 23 đến 27 sẽ đấu một trận đấu cuối cùng với thể thức chạm 5 để chọn ra người đi tiếp vào vòng 2 game show đấu trường cờ Việt. Xin lỗi quý vị và các bạn, ban tổ chức chọn ra những người chơi có số điểm từ 24 đến 27 để thi đấu một trận đấu knockout, chọn ra người thắng cuộc đi tiếp vào vòng 2 game show đấu trường cờ Việt. Lúc này người chơi Đỗ Trọng Hưng đã mở ra được cây xe thứ hai rồi. Rất thú vị, rất có thể từ thời điểm này khi mà đã có lực quân cân bằng nhau, thế trận sẽ dần dần trở nên cân bằng hơn và rất có thể người chơi Đỗ Trọng Hưng sẽ xoay chuyển tình thế trên ván cờ. Anh sẽ từng bước chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Bây giờ thì bộ ba hai xe một mã của Đỗ Trọng Hưng sẽ đối trọng lại với đối thủ đang có bộ ba xe pháo mã. Đỗ Trọng Hưng đang có những quân cờ rất mạnh bên phía cánh trái của mình. Như vậy là Đỗ Trọng Hưng không bảo toàn được cây xe úp của mình ở lỗ 1 nữa rồi. Tuy nhiên cánh phải của Đỗ Trọng Hưng đang rất mạnh. Anh đang có 2 xe, 1 mã, 1 cây pháo úp. Có thể chơi knockout đột phá về phía khung thành của đối thủ
bất cứ lúc nào. Tuy nhiên trước hết anh cần phải di chuyển tướng sang lỗ 4 trước khi nghĩ tới việc đi những nước cờ tấn công khác. Vâng, như vậy với nước chiếu mã vừa rồi, người chơi Nguyễn Đức Công đã giành chiến thắng trước đối thủ của mình. Xin chúc mừng anh. Tỷ lệ chiến thắng lúc này đang là 4-2 nghiêng về người chơi Nguyễn Đức Công. Ván đấu thứ 7 bắt đầu. Nguyễn Đức Công đang có ván thắng thứ 4. Nếu tiếp tục giành chiến thắng ở ván đấu thứ 7 này, trận đấu sẽ kết thúc và anh sẽ bước vào vòng 2 của game show. Nếu Đỗ Trọng Hưng giành chiến thắng, cả hai người chơi sẽ phải đến với ván đấu thứ 8 và rất có thể là ván đấu thứ 9. Lúc này Nguyễn Đức Công đang có nhiều ưu thế khi anh có bộ ba xe pháo mã trên bàn cờ. Đối trọng lại với đối thủ đang có một xe một mã. Nguyễn Đức Công vừa quyết định chơi tất tay với đối thủ và dường như nước tấn công đột phá của anh đã mang lại ít nhiều hiệu quả rồi. Lực quân lúc này giữa hai người chơi đang cân bằng nhau. Nguyễn Đức Công đang đề nghị đối thủ đổi quân. Vâng, đã đổi quân rồi. Đỗ Trọng Hưng có quyết định mở cây xe úp ở lỗ 9 của mình để tiêu diệt cây xe úp của đối thủ hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Như vậy là Đỗ Trọng Hưng đã đề nghị đối thủ đổi xe. Rất hay, rất thú vị.
quyết định của Đỗ Trọng Hưng rất táo bạo và quyết đoán, ít nhiều đã tạo ra cho anh những lợi thế trên bàn cờ lúc này. Cánh phải của Đỗ Nguyễn Đức Công rất trống trải và Đỗ Trọng Hưng đang khai thác vào vị trí này của đối thủ. Tuy nhiên, nếu chỉ mới có một pháo một mã, khả năng kết thúc ván đấu của Đỗ Trọng Hưng là rất ít. Đỗ Trọng Hưng cần phải tiếp tục mở thêm những quân cờ úp của mình để gia tăng sức mạnh cho hàng tấn công. Nguyễn Đức Công vừa mới mở được cây pháo ở lỗ 5 rồi. Từ giờ phút này anh đã có thêm những quân cờ tấn công, gia tăng cho sức mạnh phòng thủ và tấn công của mình. Rất tiếc cho Đỗ Trọng Hưng, anh vừa mở cây tướng 3 và đó chỉ là một cây tốt, không có nhiều giá trị ở thời điểm này. Như vậy cây cờ úp cuối cùng của Đỗ Trọng Hưng sẽ là cây sĩ 4. Nếu cây sĩ 4 này, cây úp cuối cùng này mở ra là một cây xe, rất có thể Đỗ Trọng Hưng sẽ xoay chuyển tình thế và giành được chiến thắng trước đối thủ. Tuy nhiên, lúc này việc mở cây xe, cây sĩ 4 là rất khó khăn. Phải tới nước đi quân thứ 3, Đỗ Trọng Hưng mới có cơ hội mở được cây sĩ này. Nguyễn Đức Công vẫn còn tới hai cây úp chưa mở. Và biết đâu đó trong số hai cây úp còn lại, anh vẫn còn cây xe thứ hai và cây mã thứ hai. Nếu còn một trong hai quân cờ đó, sức mạnh phòng thủ và tấn công của Nguyễn Đức Công sẽ tăng lên rất nhiều. Mấu chốt bây giờ của Đỗ Trọng Hưng là cần phải mau chóng mở cây sĩ 4, cây sĩ úp, cây cờ úp cuối cùng của anh. Nếu không mở được cây cờ úp cuối cùng này, và đó không phải là một quân cờ mạnh, thì sẽ là một khó khăn rất lớn cho người chơi Đỗ Trọng Hưng. Bây giờ là lúc rất có thể người chơi Nguyễn Đức Công sẽ đưa cây pháo 1 của mình về phía khung thành của Đỗ Trọng Hưng. Đúng như vậy. Bây giờ là lúc người chơi Nguyễn Đức Công sẽ phán đoán, có quyết định sử dụng cây pháo của mình để tiêu diệt cây úp cuối cùng của Đỗ Trọng Hưng hay không. Nếu biết trước đây là một cây xe, thì chắc chắn Nguyễn Đức Công sẽ sử dụng quân pháo của mình đánh cảm tử về phía đối phương. Nhưng nếu đó không phải là cây xe mà chỉ là một cây tốt thôi thì đó là... Vâng, lúc này người chơi Nguyễn Đức Công đã quyết định đổi rồi. Anh đã hy sinh cây pháo. Anh phán đoán rằng cây sĩ úp, cây úp cuối cùng của đối thủ là một cây xe. Do vậy anh đã quyết định tấn công tiêu diệt cây xe này trước khi Đỗ Trọng Hưng mở ra cây xe thứ hai. Bây giờ ẩn số sẽ là thuộc về người chơi Nguyễn Đức Công khi anh còn hai cây úp chưa mở.
Nguyễn Đức Công đã đưa được cây tốt 8 của mình sang phần sân của đối phương. Ẩn số ở ván đấu thứ 7 này chính là việc người chơi Nguyễn Đức Công vẫn đang còn hai cây cờ úp chưa mở. Rất có thể, nhiều khả năng trong số hai cây úp chưa mở sẽ có một quân cờ mạnh. Có thể đó là xe, cũng có thể đó là mã. Chúng ta hãy cùng chờ xem sự phán đoán của tôi có thực sự chính xác hay không. Đỗ Trọng Hưng đang tiếp tục chiếu tướng. Đỗ Trọng Hưng lúc này cũng đã có cơ hội đưa cây tốt 3 của mình sang sông rồi. Đỗ Trọng Hưng cũng đã đưa cây tốt của mình và cây mã của mình áp sát khung thành của đối thủ rồi. Vấn đề lúc này ai là người xử lý cờ tàn một cách chắc chắn và hiệu quả nhất, người đó sẽ giành chiến thắng. Thế trận là cân bằng nhau. Lực quân của hai người chơi cũng cân bằng nhau. Ẩn số cuối cùng lúc này cũng chỉ là một cây tước úp ở lỗ 7. Chưa có khả năng mở quân. Dường như cây tốt của Đỗ Trọng Hưng sẽ đi nhanh hơn tới khung thành của đối thủ. Đỗ Trọng Hưng đã đưa được cây tốt của mình tiến sát về phía khung thành của đối thủ rồi. Rất khó cho Nguyễn Đức Công. Rất khó khi mà tượng 8 của Đỗ Trọng Hưng đang đứng ở vị trí cực kỳ nguy hiểm cho Đỗ Đức Công. Rất có thể ở nước đi tiếp theo Nguyễn Đức Công sẽ không bảo toàn được cây mã của mình. Ván đấu thứ 7 đang diễn ra vô cùng gay cấn và căng thẳng. Tỷ lệ chiến thắng luôn chia đều cho cả hai người chơi và đến lúc này dường như Đỗ Trọng Hưng đang có chút ưu thế hơn để kết thúc ván đấu rồi. Vấn đề anh có tận dụng được cơ hội này không? Nếu không kết thúc được ván đấu một cách an toàn và chắc chắn, rất có thể người chơi Nguyễn Đức Công sẽ phản đòn.
Đỗ Trọng Hưng đang có rất nhiều cơ hội giành chiến thắng. Đối thủ của anh đã đưa được tốt mã tượng áp sát không thành. Tuy nhiên với ba quân cờ tấn công như hiện tại của Nguyễn Đức Công thì rất khó để kết thúc được ván đấu. Rất gay cấn và căng thẳng. Đỗ Trọng Hưng đang tốn rất nhiều thời gian để suy tính cho nước di chuyển quân tiếp theo. Như vậy anh đã quyết định không đổi mã nữa. Anh tính một nước tấn công khác. Rất có thể hai người chơi sẽ phải đến với ván đấu thứ 8. Tỷ số lúc này đang là 4-2 nghiêng về Nguyễn Đức Công. Tuy nhiên ưu thế và khả năng giành chiến thắng của Đỗ Trọng Hưng trước đối thủ lúc này đang khá cao. Đỗ Trọng Hưng đã quyết định thoái pháo về để đảm bảo chắc chắn nhất cho một chiến thắng. Vâng, đó là một quyết định rất sáng suốt và tỉnh táo của anh ở thời điểm này. Thời gian của hai người chơi cân bằng nhau, lực quân và thế trận cân bằng nhau, ai là người xử lý tốt về cờ tàn, chính xác và cẩn trọng trong từng nước đi, người đó sẽ có cơ hội giành chiến thắng nhiều hơn. Ván đấu cực kỳ gay cấn và căng thẳng, và biết đâu đó cả hai người chơi sẽ lại tiếp tục đến với ván đấu thứ 8. Vâng, đúng như vậy. Lúc này người chơi Đỗ Trọng Hưng đã giành được chiến thắng trước đối thủ rồi. Xin chúc mừng anh đã giành được chiến thắng thứ 3 trước người chơi đang có phong độ cao và nhiều kinh nghiệm như Nguyễn Đức Công. Rất thú vị. Và bây giờ, quý vị và các bạn cùng với hai người chơi chúng ta sẽ đến với ván đấu thứ 8. Tỷ số lúc này vẫn đang là 4-3 nghiêng về Nguyễn Đức Công.
Nguyễn Đức Công đang có rất nhiều ưu thế ở ván đấu thứ 8 này. Anh đã có bộ ba xe pháo mã ở thời điểm rất sớm. Nếu giành chiến thắng ở ván đấu thứ 8 này, trận đấu sẽ kết thúc và Nguyễn Đức Công sẽ là người đi tiếp vào vòng đấu thứ 2 của game show đấu trường cờ Việt. Nếu Đỗ Trọng Hưng giành chiến thắng, cả hai người chơi buộc phải đến với ván đấu thứ 9, ván đấu cuối cùng của trận đấu knockout để tìm ra người đi tiếp vào vòng đấu tiếp theo. Khác với những ván đấu vừa diễn ra, ván đấu thứ 8 này, ưu thế và lực quân đang hoàn toàn thuộc về người chơi Nguyễn Đức Công. Rất khó khăn cho Đỗ Trọng Hưng. Nếu không giải quyết được sức ép cực kỳ căng thẳng này, rất có thể người chơi Đỗ Trọng Hưng sẽ thua ở ván đấu thứ 8 với khoảng thời gian rất nhanh. Dường như chiến thắng đang đến rất dễ dàng với Nguyễn Đức Công ở ván đấu thứ 8. Do vậy anh không vội vàng, chậm rãi, nghiên cứu, cẩn trọng để quyết định nước đi cuối cùng. Và rất may mắn, rất thú vị và bất ngờ. Đỗ Trọng Hưng đã tìm ra được cây xe đầu tiên của mình để khắc chế được cơn hiểm họa đang đến rất gần. Cả hai người chơi đã đổi xe. Như vậy là Đỗ Trọng Hưng đã chống trả, vượt qua được cơn nguy khốn trước sức tấn công rất mạnh mẽ của đối phương. Như vậy ván đấu tới thời điểm này đã trở nên cân bằng. Những tưởng rằng Nguyễn Đức Công sẽ kết thúc được ván đấu rất chóng vánh. Tuy nhiên cờ tương úp là như vậy, chỉ cần mở một quân úp là có thể xoay chuyển hoàn toàn cục diện của ván đấu. Thế trận lúc này là cân bằng nhau, cho dù Đỗ Trọng Hưng có yếu thế hơn khi mà anh đã mất đi rất nhiều quân cờ và đặc biệt là cánh phải lúc này đang rất trống trải. Đỗ Trọng Hưng đã mất 5 quân cờ với bộ ba xe pháo mã, một tốt và một cây úp. Nếu may mắn trong số 3 cây úp còn lại, Đỗ Trọng Hưng sẽ có cây xe và cây pháo thứ hai nữa mà thôi. Nguyễn Đức Công đã tìm ra được cây xe thứ hai rồi. Anh cũng đã mất tới 5 quân cờ. Tuy nhiên, trong những lúc chưa thể kết thúc được ván đấu chóng vánh, thì anh cũng đã lại tìm ra được cơ may mở ra cây xe thứ hai. Rất thú vị. Sức mạnh tấn công và lợi thế giành chiến thắng đang thuộc về người chơi Nguyễn Đức Công. Anh đã vừa quyết định chơi tất tay, mở cây xe úp để tiêu diệt thêm một quân cờ của đối thủ. Liệu người chơi Đỗ Trọng Hưng có chống trả được những đợt tấn công nguy hiểm đang ngày càng dồn dập của Nguyễn Đức Công hay không? Rất khó cho Đỗ Trọng Hưng, chiến thắng đang đến rất gần.
với Nguyễn Đức Công rồi. Ván đấu thứ 8 không còn ủng hộ người chơi Đỗ Trọng Hưng. Chiến thắng đang đến rất gần với Nguyễn Đức Công. Theo phán đoán của cá nhân tôi, anh đang có tới 90% giành chiến thắng ở ván đấu thứ 8. Vâng, như vậy đến ván lúc này thì người chơi Nguyễn Đức Công đã kết thúc được ván đấu rồi. Chúc mừng anh đã giành chiến thắng với tỷ số 5-3 trước đối thủ của mình. Người chơi Nguyễn Đức Công là người chơi tiếp theo sẽ đi tiếp vào vòng 2 game show đấu trường cờ Việt. Xin chúc mừng cả hai người chơi. Xin cảm ơn quý vị và khán giả, và những người yêu môn cờ tướng úp. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những trận đấu tiếp theo.